Trời ơi. Chào mừng các bạn đã đến với channel của Gà Con Siêu Quậy. Rồi thì hổm gài cũng lâm trạng cũng buồn cho nên không có làm clip cho các bạn xem các bạn ơi. Hôm bữa thì có con chó nhà hàng xóm nó đã giật chết hai con chim cu tơ của mình rồi. Công tình nuôi cái tháng trời. Đó, nó quậy, nó vô đó nó quậy banh chành á. Thì hai cái tổ chim của con này mình đã bắt ra. Ở bên đây thì nó nở một con thôi, bên kia nó nở một cặp, là mình bắt ra được ba con. Mình bắt ra mình nuôi một hồi, chút nữa mình quay cho các bạn xem ha. Thì mình bắt ra thì con mới bắt ra có 2 ngày thôi mà cái con chim mẹ nó đã vô tổ, nó đang nằm trong tổ nữa các bạn. Ở bên đây cũng vậy, bên đây thì thả gác, bên kia thì nó nằm tổ rồi. Thì mình không có lại quay gần như các bạn xem được. Nên nó mới đang làm tổ đẻ, mình lại xà động nó nhát, nó bỏ. Tại vì nó chưa đẻ mà. Nếu nó đẻ rồi thì không sao, đẻ rồi có thể mình lấy trứng mình cho cô Pháp ấp. Còn hiện tại nó chưa đẻ thì mình không có lại gần á. Đó, các bạn thấy nó đang nằm trong tổ nữa không? Hôm bữa nó đẻ tổ ở dưới. Cái đầu mình bắt tổ ở dưới, giờ nó đẻ cái tổ ở trên. Đó. Thì mình cũng may mắn là hai tổ cu của mình nó đẻ xì xuống luôn các bạn. Mình bắt ra là đẻ. Trong đây thì cái con chim cu ngối nó đang đẻ dập ở trong cái tổ này. Nó lai với chim lai tây này. Sao tự nhiên ấp mà tha gác nữa vậy? Còn cái con chim này đang ấp trong sọt đỏ khoảng 10 ngày rồi, sao tự nhiên nó nhảy ra nữa rồi ta? Tụi này mà bỏ tổ giữa chừng thì mình cũng có vàng cô Pháp đằng kia ấp thế các bạn ơi, nên không sao. Chắc tại hôm bữa con chó nó vô đây nó quậy quá cho nên cái tụi này nó nhát rồi. Nó quậy vòng khu vực này quá trời luôn các bạn. Nó kiểu như nó cắn mà kiểu như nó đùa giỡn đó. Nó chụp nó dí vòng 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 cái chuồng. Con nào con thấy nó nhát. Nó quảng nó bay lông lá, đầu cổ nó chuỗi tùm lum hết trơn các bạn ơi. Đó, hôm bữa vô đây nó quậy banh chảnh chứ. Thì hổm ở dưới cái góc ở dưới là tại vì nó bươi sao có lỗ trống mấy chim bay ra được rồi nó chụp chết. Giờ mình dằn lại chắc hết rồi, tại nó chụp nó làm quảng thôi, mình cũng đập giờ nó quảng hồn nó rồi. Ở đây mình dừng lại luôn, hồi mình bắt hai cái lồng treo đây để nuôi cô Pháp luôn. Đó, vàng của Pháp. Trời ơi, hai con chung vô chung tổ nữa rồi. Hai con mà nằm chung tổ kiểu này, đó. Là tình hình hai em mái nữa. Mà hai em này hai em mái các bạn ơi. Không thấy nó đạp gì hết trơn. Không thấy đạp, thấy âu yếm vậy. Mà nuôi buộc nuôi cô Pháp này hai con mái nó vẫn đẻ đó. Thì kệ nó đi, bây giờ mình không có trống mà sao giờ, từ có trống thì mình ghép lại. Thì đang vậy nó vẫn đẻ vẫn ấp bình thường. Và nếu bây giờ mình có trứng chim cu gáy hay trứng chim loại bồ câu hay cu gáy gì cũng được, đem vô cho nắp thế đó, cho nắp thế là nó nuôi.
Ok luôn. Máy thì máy vẫn ấp nở bình thường đây các bạn. Ấp nở là ấp nở trứng khác nha. Chứ trứng nó đâu có trống đâu mà nở. Đây mình cho các bạn xem luôn. Thì mình không có trứng chim cô gái cho nó ấp. Tại vì chim cô gái mình nó không có bỏ tổ. Đó, cho nên bây giờ mình cho nó ấp cái trứng này đây. Cái trứng chà bá luôn. Nè, bắt đầu nó chuẩn bị nở nè các bạn. Ở đây thì đây không lấy nét được nè. Trời nó nở nhúc nhích. Nó đang nhúc nhích trên tay mình, các bạn thấy không? Nó khẽ mổ rồi đó. Trứng này là trứng chim bồ câu nha các bạn ơi. Chim bồ câu nha. Tại vì bồ câu mình ăn ít. Còn mình có ăn cặp mà đẻ mà trời nó nở lâu quá, với hôm bữa mình làm thêm cái chuồng nó nhát nó bỏ gồm đem ra đây, mình đem ra đây cho hai con chim cua Pháp này nắp nè. Nó khẽ mổ hết hai trứng luôn các bạn ơi. Đó, chuẩn bị có hai con bồ câu ra đời nha. Đó, thì đây là hai con mái hết, đây là hai con mái hết nha các bạn. Thì mình có bây giờ mình không có chim trống, mình không có đủ trống để mình gáp, cho nên thôi kệ nó đẻ ấp thì cứ cho đẻ ấp bình thường luôn, bỏ trứng khác vô vẫn nuôi con nở, chỉ sợ là nó không ấp thôi, chứ còn nó đẻ ấp thì có trứng khác cứ đem vô cho nó ấp nở thì vẫn nuôi con bình thường đó các bạn, cho nó có bản năng của nó. Chứ để thôi nó đẻ hoài mà nó ấp hoài không nở rồi nó cũng không có thừng cái bản năng nuôi con của nó đó. Thì thí dụ đây mình nói thí dụ cho các bạn luôn, muốn cho nó có nhân đàn nhiều ha. Ví dụ đây là mình không có trống nha, đang giờ mình không có trống, mình đang muốn nhân cho nó mau lẹ, đang giờ mình không có trống mà hai con này nó vẫn đẻ ấp đó. Thì cái tổ này ví dụ nó đẻ được hai trứng. Đây các bạn lấy hai trứng chim này đem ở đây cho hai trứng nghiệm nắp, là bắt đầu hai con này nó không thấy có trứng nữa, bắt đầu nó đẻ tiếp, đó là bắt đầu mình sẽ có được hai chuồng có trống hết, ấp nở hết đó, như thế sẽ nhân lên mau đó. Còn 11 có đủ trống đủ mái rồi thì mình ghép lại, mình ghép đều lại hết cho nó nở đều hết. Mà thường thường thì nó cũng mình nuôi mà cũng đâu khi nào có trường hợp mà nó đều chống máy hết được, thì nó cũng có sự chênh lệch đó. Nếu chênh lệch thì tùy theo cách linh hoạt mình xử lý thôi các bạn ơi. Đây mình bắt thêm dài cho mình nhân đàn vú nuôi nữa. Các bạn nào có nhu cầu nuôi chim vú nuôi thì mình chia sẻ lại cho các bạn, để các bạn có đôi chim vú nuôi mà ấp trong phòng những trường hợp chim gái bỏ tổ. Một hồi mình sẽ bắt thêm nữa. Đây ở đằng kia cũng có hai đôi chim của Pháp, đôi ở trên thì nở được con rồi, đôi dưới đang ấp. Thì tại vì mình không có tiến lại gần, tại vì hai cái chuồng này nó đang chuẩn bị bắt cái tổ thai gác làm tổ đó, chuẩn bị bắt cặp đẻ tiếp nữa. Cho nên không có lại quay kỹ cho các bạn ha. Thường thường nó ấp nó nở rồi mình nói lại mình quay cho các bạn xem. Thế trong lúc nó sinh sản mình hạn chế là mình động tổ nó nha các bạn ơi. Thì chim cô gái cũng vậy nữa, chim cô gái mình cũng đang thiếu trống nữa. Mái thì có nhiều mà trống thì thiếu. Mình chờ mấy con chim cua non cua tơ của mình lên nè, nó có trống bắt đầu mình gáp vô. Mình thường mình gáp trống tơ với mái già, trống tơ trống nào sung sung đó gáp với mái già nó mau đẻ. Đúng ra 6 tháng thì chim gái nó sẽ đẻ bắt cặp đẻ,
nhưng mà 6 tháng thì nó còn hơi non quá, tốt nhất thì mình cho nó khoảng 1 năm đó. Bên đây cũng một cặp, mà còn mình nói thì nói vậy thôi, chứ nó đẻ lúc nào thì mình cho nó sinh sản lúc đó thôi, chứ tại mình nuôi chim tơ lên thì cũng muốn cho nó đẻ mà nó sinh sản, mà chim mà đẻ được, chim cô gái mà đẻ được thì mừng rồi. Rồi mình ra đây để chút xíu nói chuyện với bạn chút xíu vậy ha. Bây giờ mình vô mình cho ba con chim cô gái non của mình mới bắt ra, bây giờ vô cho nó ăn các bạn ơi. Giờ này cũng là 7 giờ sáng rồi, thường thường thì mình đợi mặt trời hé lên đó. Khoảng tầm 7 giờ mình cho nó ăn. Rồi bây giờ vô cho nó ăn các bạn ơi. Đây các bạn ơi, đây là ba con chim Cuno mình bắt ra đó. Cái này mình bắt đầu tay được nè, đó, đó. Đó, cứ cho nó đậu, cứ bỏ vô lòng cho nó đậu. Thì mình cái này mình bắt ra cũng nuôi cũng 2 ngày rồi, thì mới bắt ra lông bút nó mới lú cái lông này những ít nè, mà nuôi nó màu gì đó các bạn, đó, bay ra rồi nè. Rồi thì mình tối thì mình chùm lại mình giữ ấm cho nó. Bây giờ mình cho nó ăn nha. Đó. Đây các bạn thấy không? Đó, thường thường mấy con dữ gì nè. Con dữ gì đó. Giờ cánh đánh đầu, đầu nó to to vậy nè. Đầu nó to hơn mấy con này. Con này thì nó hiền nè, đầu nó xíu rồi tròn vo. Nó hai cái này dữ nè các bạn. Thì ba con này khả năng là hai con trống cao, hai con trống hai con này. Khả năng thôi các bạn, chứ mình không có nói là chính xác nha. Đó. Trời ơi, ngổ cập nè, ghê dữ cả. Khả năng thôi. Thì được mình nuôi quen, mình nhắm vào khả năng cao, mình lấy cái dây rút mình làm dấu trong cái giò đó để xem nữa nó lớn là đúng không. Đó, bây giờ mình cho nó ăn thôi các bạn ơi. Rồi thì mình đây mình thấm nước cho nó nha các bạn, thấm nước vừa trong thức ăn. Tắm nước giờ sao mà các bạn dò lại sao nó dễ dẻo là được rồi. Bóp dò bóp cho cái dễ dẻo mà. Mấy con này thì nó đã mình cầm vô ra hả họng rồi. Cái ăn này nó quậy quá. Thì ví dụ những con mà nó mình mới bắt vô nó không hả họng nha, nó không chịu hả họng này nè, các bạn cầm đây nè, cầm cái gì nè, các bạn cứ thể nhẹ ra, nó gần nhét vô đó là sẽ nuốt vô. Các bạn cho nó miếng nước đó, cho nó nuốt vô. Mình dò
Thầy Vân cũng một cục nhỏ thôi. Thầy Vân cục nhỏ vừa vừa cái miệng đó thôi. Hả? Cho nó ăn. Mấy con, bác lạnh cho nó ăn một ngày thôi. Chưa tới một ngày nữa. Cho nó ăn một cử rồi. Rồi bắt đầu cử sao bắt đầu nó hé 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 hé. Cầm nó lên rồi bắt đầu nó hé cái miệng nó ra rồi. Đó. Đó các bạn thấy không? Cầm nó lên ha. Cầm nó lên rồi hé. Cho nó dài giọt cho nó chân chui cuốn họng đó. Thank you.
Rồi, cho bọn chúng ăn no xong hết rồi. Bây giờ mình cho vô lòng, các bạn thấy chưa? Để đây cho nó hơi nắng chút xíu. Đây này ha. Thấy nhớ. Đó. Thì các bạn thấy mình để đây là sao phải không? Mình để đây để đất là sao, sợ chó mèo phải không? Tại vì mình để đất đây là cũng phải mình ngồi mình canh nha các bạn. Mình để chừng 5 phút, 10 phút thôi, cho nó phơi nắng gì thôi, chứ đừng để quên bỏ mặt nó luôn, hồi nắng quá là nó chết nha các bạn. Đó. Tại vì mình để đây mình ngồi canh, mình đâu có sợ con gì lợi phá đâu. Đó, thì các bạn để cho nó phơi nắng chút xíu rồi lấy nó vô được rồi. Cho nắng sáng cho nó chiếu vào cho nó tốt. Thì mình để mình ngồi đây mình canh mà. 5-10 phút thôi bắt nó vô. Đem nó vô, rồi đem vô treo cao lên. Này để đâu kính đừng tránh chuột mèo nha. Ôi, tránh chuột chó mèo rồi đó. Tránh hết. Rồi. Rồi, còn cái này thì dơ quá rồi. Bỏ đi. Đây khác. Các bạn có gom thì có gom. Gom còn bên đây có dừa. Có ba cái sơ cây dừa nè. Rót cho nó. Rồi, như vậy là ha. Vậy là video mình xin kết thúc tại đây ha các bạn ơi. Mình ở đây mình ngồi canh chút xíu rồi mình đem tụi nó vô. Rồi xin chúc tất cả mọi người luôn được những giây vui vẻ nha. Một gia đình hạnh phúc và một sức khỏe dồi dào nha. Bye bye, và mình gặp lại video tiếp theo. Bye bye.